alo <laughs> alo à, xin chào tất cả mọi người thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một số các cái thông tin để viết một cái bài báo trong các cái tạp chí sẽ là như thế nào thì cái cách đơn giản dễ nhất đó chính là việc chúng ta vào thẳng cái trang tạp chí đó chúng ta thì tải cái bản template hay là cái bản mẫu về để sau đó chúng ta dựa vào cái bản template hoặc là bản mẫu đó để chúng ta viết bám theo cái những hướng dẫn của người ta thông thường thì những hướng dẫn này trong các hướng dẫn đó người ta cũng đã hướng dẫn rất là kỹ và nhiệm vụ của chúng ta là cần phải bám sát các cái hướng dẫn đó nhiều nhất có thể thì trên màn hình thì đây là một cái file template hướng dẫn để viết một cái bài báo trên một cái tạp chí và đây cũng là một số một trong số các cái file điển hình mà chúng ta có thể thảo luận qua xem là mọi người sẽ nắm được một số các cái thông tin nhanh nó như thế nào đầu tiên thì nó là cái tiêu đề tiêu đề tiêu đề ở đây thì tôi cũng đã bôi đỏ cái phần quan trọng những cái phần khác thì không người không quan trọng lắm à, tiêu đề thì nó yêu cầu cần phải viết là một cách rõ ràng và chính xác thì và trong đó thì có tối đa sử dụng là 14 bốn từ à cái này là một cái vô cùng quan trọng theo yêu cầu của tạp chí thì chúng ta chỉ có 14 bốn từ thôi còn lại những cái căn lề trái sử dụng phần chữ như thế nào thì cái đó không quan trọng lắm so với việc chúng ta cần phải gắn chặt cái số từ để đặt trên cái tiêu đề là 14 bốn từ được cái số hai nữa đó là về với cái phần abstract thì trong phần abstract này thì à, À, người ta cũng đã nêu rất là rõ rồi một là cần phải được viết uh, ngắn gọn và rõ ràng này thì cái này cái này thì tạp chí nào cũng yêu cầu rồi này cái tạp chí cái thông tin số 2 quan trọng đó nữa đó chính là việc cái abstract cái tóm tắt này nó chỉ được dao động từ 150/ cho năm từ thôi cái quan trọng số tiếp theo đó là nội dung của cái abstract này cần phải được viết trong một đoạn nhé một đoạn một uh, paragraph rồi chúng ta không được tách ra thành các cái paragraph khác nhau nó chỉ có một paragraph thôi và trong cái paragraph này có một cái đặc điểm đó là nó không chúng ta không được phép sử dụng các cái quote tức là các cái trích dẫn những cái câu nói của người khác vào không được bao gồm hình ảnh và cũng không được có bảng biểu ở trong cái phần abstract này nó tóm lại là trong abstract này nó chỉ có nguyên về phần chữ thôi không có trích dẫn không hình ảnh và không có bảng biểu cái abstract này thì nó sẽ chứa một cái bản mô tả ngắn về cái problem tức là một cái vấn đề về cái giải pháp các cái mục tiêu nghiên cứu các phương pháp được sử dụng và các cái thang đo hoặc là các cái đối tượng nghiên cứu bao gồm trả lời cho câu hỏi là who where how many đấy các cái kết quả của nghiên cứu và phần kết luận ở đây thì đây là những cái thông tin mà cần cái phần abstract phải nên có mình nên có và bao phủ được hết nhưng mà ở đây họ cũng nói rất là rõ đó là trong phần áp trắc này chúng ta nên dành nhiều thời gian và dành nhiều đất nhiều chỗ hơn để viết cái phần kết quả nghiên cứu và phần thảo luận à, có nghĩa là nếu như mà là còn thừa đất ấy, thì chúng ta nên tập trung vào phần kết quả và phần thảo luận thì theo cái quan điểm của cái, của cái tạp chí này hai cái phần này mới là hai cái phần quan trọng nhất những cái phần trên nó cũng, cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng hai cái phần này. Nhờ. cho nên kết luận lại là ở phần trên chúng ta chỉ viết ngắn gọn và sơ bộ thôi. Sau đó chúng ta sẽ dành nhiều thời gian và nhiều khoảng trống cho hai cái phần này nhiều hơn. Keyword thì sao? Keyword thì đó um, chính là cái phần này. Keyword thì uh, uh, người ta cũng yêu cầu đó là cũng cần phải được bao gồm để mà có thể mô tả cái area problem tức là cái lĩnh vực của vấn đề mà chúng ta sẽ nghiên cứu và cái thuật ngữ chính để mà nói lên những cái việc chúng ta thực hiện những nghiên cứu đó ở đây thì uh, keyword nó có thể là word hoặc là phrase tức là từ hoặc là cụm từ thì uh, trong một cái bài này chúng ta có tầm khoảng từ 3 cho đến 5 cái keyword thông thường thì nó là 3 trong trường hợp ít thì chúng ta có hai một nửa còn lại của cái áp abstract này trong cái phần trên thì nó nó lại thôi nó copy và paste lại thôi à, Trong cái tiếp theo chúng ta xuống cái mục uh, về mục uh, giới thiệu giới thiệu ở đây thì ở trong cái mục này trong rất nhiều các cái template thì đây là một cái template nó khá là hay từ một cái góc nhìn để cho cái người viết ấy, người ta hình dung ra được là cái tạp chí này người ta muốn mình viết theo kiểu như thế nào thì có rất nhiều cách để viết phần giới thiệu và nhìn chung thì phần giới thiệu nó có thể chia ra thành các cái paragraph đi các cái đoạn đi và câu hỏi đặt ra của chúng ta ngay từ ban đầu là nên có bao nhiêu đoạn và mỗi đoạn nó sẽ viết cái gì thì trong này người ta nó rất là rõ rồi cái background này cái tác giả thì được khuyến khích để viết cái phần background introduction này trong trong cái bài báo này uh, thành bốn phần À, đây là một đây là một cái thông tin vô cùng quan trọng bốn phần thế thì có những phần nào cái phần đầu tiên là đó là chúng ta cần phải chỉ ra được cái vấn đề về mặt thực tế và mặt lý thuyết nó cần phải chỉ ra được vấn đề nó có vấn đề về gì và tại sao cần phải chỉ ra cái vấn đề này thì đó đó chính là cái nền tảng của nghiên cứu thì cái đối với lại cái, cái paragraph này bốn phần nhé đối với bốn phần này chúng ta phần 1 đây là phần 1 này thì nó cần phải chỉ ra được vấn đề của nghiên cứu và cái vấn đề của nghiên cứu này thì người ta khuyên chúng ta có nên viết trong một hoặc hai paragraph thôi như vậy chúng ta có cận dưới là một và cận trên là hai chúng ta cứ đếm cận thôi cận trên cận dưới sau đó chúng ta lấy trung bình đẹp nhất cái thứ hai nữa đó là second thì là cái provide reason study chúng ta mọi người cần phải viết một cái nghiên cứu tổng quan đấy ở trong cái lĩnh vực mà cái vấn đề về trên này thì cái cái nghiên cứu tổng quan này thì nó nó cần để mà thiết lập một cái phát biểu ở trong cái lĩnh vực nghiên cứu và cần phải xác định được các cái giới hạn nghiên cứu đây nó chính là cái phần vô cùng quan trọng nữa giới hạn nghiên cứu ở trong cái phần nghiên cứu trước đây paragraph chủ yếu là liên quan đến giới hạn nghiên cứu second số 2 cái đoạn số 2, cái second đấy cái cái part 2 tức là cái nội dung số 2 đấy nó chủ yếu nó sẽ đề cập đến cái giới hạn nghiên cứu trước đây và cái giới hạn nghiên cứu này thì nó cũng có thể được viết trong hai hoặc là ba paragraph trên chúng ta đã có một hoặc hai rồi dưới chúng ta có hai hoặc ba như vậy 1 cộng với lại 2 bằng 3 cận dưới là 3 2 cộng với 3 là 5 chúng ta đã có 3 và 5 đúng không từ 3 đến 5 rồi đến đây là nốt lại cho nó dễ cận dưới là 3 cận dưới là 5 cho đến thời điểm này trên là cận dưới là 1 cận trên là 2 Cái đó, sau đó sau đó chúng ta sẽ lấy trung bình thôi À, cái khổ số tức là cái ý số 3 tức là cái ý part số 3 thì uh, chúng ta cần phải xác định được cái gap tức là cái khoảng trống nghiên cứu và khoảng cái khoảng trống nghiên cứu trước đây và đó cũng chính là cái bài của chúng ta đã tìm cách ở lúc đầy khoảng trống này thôi thì uh, đối với khoảng trống này thì uh, chúng ta cũng có thể viết được thành từ 1 đến 2 đúng không 1 đến 2 1 cộng cộng dưới là 4, 2 cộng cộng dưới là 6, Đoạn thứ tư là chúng ta cần phải chỉ ra được research question và research objective dựa trên cái khoảng trống nghiên cứu trước đây. Thì đối với đoạn thứ tư nó yêu cầu chúng ta làm nổi bật cho hai cái thông tin này. Và cũng chỉ ra được cái novelty của research nữa. Novelty tức là chưa ai làm thôi. Và cái tính mới đấy. Mới chưa ai làm. Cái này thì nó có thể viết ở trên một cái one paragraph, thôi. One paragraph đây tức là một thì chúng ta có mà chúng ta có 7 đúng không? Thì là 4 6 dưới này 5 7. Và như vậy thì chúng ta sẽ có khoảng uh, review the concept ở uh, phần này 4 phần rồi đúng không? Chúng ta có 4 phần xong rồi. Đây là 4 phần quan trọng nhất. Còn tiếp theo nữa đó là ngoài một ngoài cái 4 phần đó ra chúng ta cũng có thêm hai cái phần bên dưới này nữa. Chúng ta chỉ có một thôi nhờ một cái này thôi cái bên dưới này thì nếu mọi người đọc thì mọi người sẽ nhìn thấy rằng là cái phần bên dưới là nó copy phần bên trên, copy phần bên trên, Paste xuống dưới này. Đây là cái phần phụ, phần phụ thì chúng ta review cho concept, à, review cho concept tức là các cái khái niệm đấy, chúng ta nhắc đi nhắc lại cái khái niệm, mục tiêu là để cho mọi người hiểu cùng một ý thôi. Các cái định nghĩa, thuật ngữ, đó là các cái đoạn nghĩa, định nghĩa và thuật ngữ sẽ được sử dụng trong nghiên cứu. Thì cái này nó là cái phần phụ. nó tóm lại thì tổng lại thì chúng ta nếu như mọi người chưa có nó gọi là chưa có bất kỳ một cái thông tin gì đó chẳng hạn để mà hình dung viết được một cái phần giới thiệu như thế nào thì trong cái phần à, trong đây trong cái phần này chúng ta có thể dễ dựa vào cái chỉ dẫn đó là chúng ta có cận dưới là 5 cận trên là 7 chúng ta viết ít nhất là 5 paragraph và nhiều nhất là 7 paragraph à, cho các cái mục quan trọng nhất dưới cùng này nữa nó một cái paragraph nữa thì có thể là 8 đi nếu mà nhìn chung lại thì có thể đặt cho một số là con số số 6 như vậy sau này mọi người cũng sẽ hỏi sẽ biết được rằng là ở cái đoạn giới thiệu này chúng ta cần phải viết mấy đoạn nhỉ đó chính là viết 6 đoạn đó là câu trả lời mà tính nhất là trung tính nhất còn ít muốn viết ít hơn thì 5 đoạn viết nhiều hơn là 7 hoặc là 8 đoạn nhưng mà trung bình thì sau sẽ là 6 đoạn Tiếp theo nữa, đó, đó là cái mục phương pháp thì phương pháp này thì trong cái mục phương pháp nghiên cứu này thì người ta đưa ra uh, chúng ta có bảy cái tiêu trước khi chúng ta nhìn trước khi uh, chúng ta đọc uh, chi tiết thì chúng ta có thể nhìn ra một mặt tổng quan, trong này nó có một paragraph, một đoạn hai đoạn. Đoạn thứ nhất thì chúng ta nhận thấy rằng nó có các con số 1 hai 3 1 2 3 này, 4 này đúng không? một hai ba bốn gì đó. Thì trong cái mục 4 này thì uh, trong này nó có những cái gì? à, chúng ta cần phải có một cái mục là study design thiết kế nghiên cứu này theo đó thì là cái à, à, dữ liệu cho nghiên cứu đi cái này nó gọi là dữ liệu để cho nó chung chung nghiên cứu về con người thì chúng ta có cái subject cái nghiên cứu về uh, nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội thì chúng ta có các đối tượng nghiên cứu hoặc là con người còn trong lĩnh vực khác lĩnh vực kỹ thuật thì chúng ta có các cái gọi là data có các cái dữ liệu chúng ta thu thập và các bộ cảm biến hoặc là các máy ảnh đó, v. V. nó vân vân nó tóm lại phần này nó là liên quan đến phần dữ liệu trên đó là thiết kế cái mục số 3 nó là việc chúng ta thiết uh, chúng ta phải chỉ ra là chúng ta cách thức chúng ta thì thu thập dữ liệu như thế nào từ mục số 4 là chúng ta sử dụng các cái kỹ thuật các cái thuật toán các công cụ nào để cho chúng ta để phân tích dữ liệu chạy dữ liệu ừ. ờ, ở trong cái phần này thì đối với là toàn bộ 1, 2, 3, 4 này thì người ta cũng nói rất là rõ đó là chúng ta sẽ sử dụng là cái đoạn mà thứ nhất là mô tả descriptive là mô tả đoạn để cho mô tả toàn bộ bốn cái thông tin này à, để mà để mà giải quyết được bốn cái kia ấy, thì người ta cũng đưa để mà giải quyết được bốn cái trên thì người ta cũng sẽ, người tạp chí họ cũng đưa ra chúng ta một số các cái hướng dẫn các cái chỉ dẫn để ra chúng ta làm sao để điều được các thông tin vào trong này ví dụ như là trả lời cho tôi các câu hỏi sau cái nhất nó là cái design như là thì nó liên quan đến về mục mùng 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 này thì cái việc thiết kế này nó có thích hợp cho việc trả lời các cái câu hỏi nghiên cứu phải trên hay không đối với lại câu hỏi số 2 thì là cả, chúng ta có đủ thông tin thông tin ở trong cái bài thông tin ở trong cái mục số 2 này nó có đủ thông tin ở mục, trong những mục này nó có đủ để giúp cho các cái nhà nghiên cứu trong tương lai người ta làm lại người ta nhân bản cái nghiên cứu hiện tại hay không, vân vân, tương tự như vậy. Chúng ta có một loạt các câu hỏi khác nữa mà chúng ta sẽ trả lời. Cần phải biết được trả lời được để mà điền vào các cái thông tin từ 1 2 3 cho đến 4 này đã dựa vào đây. Phần dưới này người ta hướng dẫn là chúng ta không cần không được uh, sử dụng quá nhiều các cái công thức uh, hoặc là bảng trừ khi đó các công thức và bảng này thì uh, nó là cần thiết và tất cả những cái mục này ở các cái mục này nó cần phải viết một cách ngắn gọn và chính xác rõ ràng và có thể quan trọng nhất là nó có thể đủ để mà có thể replicate được thì rất nhiều người người ta viết báo là chúng ta rất khó chúng ta viết theo kiểu rất khó có thể replicate tức là chúng ta tái uh, nghiên cứu được nghiên cứu lặp lại được ấy các nhà nghiên cứu quan tâm, người ta có thể nhìn những nghiên cứu này của chúng ta và người ta có thể làm lại nghiên cứu đó trong lĩnh vực của họ. Nếu mà chúng ta không có đủ thông tin thì người ta rất khó để người ta có thể làm lại cái nghiên cứu ở trong một môi trường khác. Đặc biệt những cái vấn đề liên quan đến những nghiên cứu trong lĩnh vực uh, định uh, định tính, như định tính thì mô tả chúng ta không rõ ràng, cách thức chúng ta thu thập dữ liệu như thế nào, mã hóa làm sao, tiêu chí sao cả, cái bục phát uh, viết từ đầu cho đến cuối khiến cho người khác người ta đọc có thấy hay đấy nhưng chịu không biết làm lại được à, thì cái này chúng ta cũng có, cũng có chỉ dẫn thôi và những cái chỉ dẫn này thì thông thường đối với lại những cái phần phương pháp nghiên cứu này nó đều có công thức cả thì trong này những cái phần nào quan trọng chúng ta bôi đỏ rồi trong cả mục quan trọng này thì trong cả cái mục hai này thì uh, trong tạp chí này người ta yêu cầu chúng ta cần phải có bốn cái mục còn này Nhờ, một mục còn này để làm gì và và cái thông tin quan trọng nhất trong bốn một con này là cần phải đủ để mà có thể giúp các nhà nghiên cứu tương lai người ta có thể thực hiện lại nghiên cứu lại được. Còn về kết quả và thảo luận thì đối với phần kết quả này thì người ta có nói rằng là đây nó chính là trái tim về phần trung tâm của bài báo thì à, lúc này thì các tác giả cần phải giải thích bằng từ bằng từ nhé và những cái kết quả mà mình đã tìm được và những cái những cái giải thích này nó cần phải được diễn giải ở một cái dạng logic thì cái kết quả này cái kết quả trong cái mục này thì nó là nó nó sẽ phải được tuân theo cái quy trình của việc chúng ta phân tích dữ liệu ví dụ như là các cái phép tính thống kê rồi là các cái quy trình kiểm tư kiểm tra kiểm thử hoặc là các cái quy trình khác để mà có thể đạt được các cái kết quả nghiên cứu bên dưới người ta cũng yêu cầu là người ta cũng yêu cầu là cần phải trình bày các kết quả một cách chính xác à, nếu như nếu như nếu như tác giả muốn trình bày dưới dạng ở dạng bảng thì người ta có bảng mẫu đấy rồi chúng ta bắt theo bắt, tiếp, bắt... chúng ta bắt trước theo thôi và cái tiêu đề của bảng thì thông thường nó ở phía trên còn ở hình thì nó ở phía dưới ở cái này người ta nói rồi Thế này nó là quy quy chuẩn chung, à, cái mà ngôn ngữ chúng ta dùng thì nó là tiếng Anh này đối với hàng nghìn chúng ta cần phải dùng có đối với lại thousand, sinh comma ở à, sử dụng dấu phẩy đấy ví dụ số này là ở đây là các quy phạm về các con dấu thôi à, đối với lại số thập phân chúng ta sử dụng nào có dấu không chúng ta sử dụng nào không có dấu không chúng ta sử dụng nào y của sai y của sai rồi là cụ thể các cái dấu dấu bằng này trước dấu bằng sau dấu bằng có dấu cách hay không như nào như nào thì toàn bộ đây là quy phạm về cách thức trình bày các con số mà ta cũng chỉ ra rõ rất là rõ rồi đối với lại ảnh thì là ảnh thì hình bên dưới rồi đây là format về ảnh thì đây là cái caption bên dưới còn đối với việc trình bày các cái kết quả về à, dưới này thì nó là các cách thức để trình bày các kết quả về kiểm định t test hay là f test cái này nó cũng có quy cách thức kiểm định riêng rồi rồi conclusion đối với lại cái phần này thì nó bao gồm có hai phần thôi một là hai hai phần con viết viết kết luận chúng ta có hai phần con phần nhấn mất là Uh, phần thứ nhất thì là chúng ta cần phải có một cái conclusion đó là kết luận lại toàn bộ cái bài của chúng ta muốn nói là cái gì cái phần số 2 đó đó là cái succession for comment recommendation from the research tức là những cái gợi ý để làm những cái nghiên cứu trong tương lai thì ở trong cái phần này người ta sẽ yêu cầu chúng ta sẽ trình bày ở trong phần kết luận thì conclusion thì uh, Conclusion còn kết luận thì nó uh, cần phải cần phải logical tức là cần phải có critically critically tức là cần phải có não đấy logically cần phải có tương là cần phải có một cái sự logic mà cái việc chúng ta đưa ra cái phần kết luận này thì nó phải dựa vào trong cái research finding tức là kết quả tìm kiếm thì chúng ta không ngồi chúng ta tự bịa ra được tiếp theo nữa đó là cái uh, kết quả này chúng ta cần phải generalize tức là chúng ta phải khai quát được kết quả tìm kiếm mà chúng ta làm ra được tìm tìm thấy được thì cái kết quả thì cái việc khái quát này nó sẽ có một cái giá trị rất là lớn trong các cái bài báo à, tiếp theo nữa tác giả cũng cần phải chỉ rõ được các cái literature limitation tức là các cái nhược điểm của các nghiên cứu hiện có conclusion thì cần phải explain giải thích à, cái nghiên cứu này thì nó sẽ giúp cho cái kiến thức của chúng ta nó sẽ tiến kiến, kiến thức nhân loại nó sẽ tiến triển như thế nào còn trong cái phần Suggestions thì uh, gọi là cái phần uh, gợi ý thì cũng cần uh, tác giả cũng cần phải mô tả được những cái gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo. Đấy là cái phần kết luận ở trong cái tạp chí này. Người ta yêu cầu chúng ta phải viết những cái phần nào ở trong cái phần nào. Còn cái tiếp theo nó cuối cùng nó là phần tài liệu tham khảo thôi. Tài liệu tham khảo này người ta nói rất là rõ rồi dùng IPA 7 API 7 thì uh, cái này chúng ta không muốn nói quá nhiều về cái kiến trúc của API 7 như thế nào khi mọi người dùng các cái công cụ để mà tích dẫn chọn API 7 thì toàn bộ cái đống này nó khác theo hết à, nó chỉ có vậy thôi